Sao? Đúng rồi. Trời ơi, vậy vậy tấm. Để tôi lòi gôn rồi cho nó đã. Vô rồi, vô khúc kìa. Vô rồi. Chắc cũng bận rồi. Ồ, quá trời. Nó làm cái lõn xoong ở trong này nữa. Là chốt thằng á. Trời ơi, gô lấp đê vô lên luôn. À, Đất Long An mình chào tất cả các bạn ha. Thì hôm qua mình có đi đặt mới lập ếch nha các bạn. Ngày giao lưu cùng với anh Phương Mệt Trường Tiền Giang với lại anh Lợi nha các bạn. Kênh Săn Bắt Châu Phong nha các bạn. Thì mấy anh em đặt chung một cái luồng bẫy luôn. Mấy anh em đi đặt chung một cái luồng luôn. Giờ cũng chưa biết bẫy ai chứ giờ đi ra nhận con xét nghiệm ADN. Xét nghiệm ADN nha bạn. Dạ. Đúng không? Dạ. Trời ơi, vậy vậy tấm. Để tôi lòi gôn rồi cho nó đã. Vô rồi, vô khúc kìa. Vô rồi. Chắc cũng bận rồi. Ồ, quá trời. Nó làm cái lõn xoong ở trong này nữa. Là chốt thằng á. Trời ơi, gô lấp đê vô lại luôn. Dữ lắm rồi bạn ơi, ô trứng cái lập luôn rồi. Gô lấp đê gì đầy cái lập luôn. Cái nóng nổi luôn. Gô lấp đê ếch cua cặn đi vô ếch đó. Nè, căng ra thử cái này. Khui. Trời ơi. Ếch rồi. Bốn đồng còn với ếch dưới đây nè. Trời ơi. Vô tụng. Dạ. Nhỏ lớn, trời ơi. Trời ơi, 5 con ếch. Rồi, ok. Rồi, đi tiếp tục nha bạn. Mới đầu. Mới khai ra. Cái đầu tiên mà thấy vậy là thấy im rồi. Thì mấy anh em đi tiếp tục nha bạn. Ba anh em đặt bờ lên đây nha bạn. Ba anh em đặt chung một bờ luôn. Dễ thiệt. Bữa nay là con ai đấy nhận nha. Con mọc mập trắng là con của anh đầu tiên. Anh Phương Việt Trường Tiền Giang. Còn con mà ốm đen là con của anh Lợi nha. Rồi mình đi tiếp tục nha bạn. Rồi tới luôn rồi. Khỏi ngắt. Bữa nay quay clip hơi dài xíu nha. Cái này em gu rồi. Mấy thằng nè. Hai ba thằng vô ơi. Ba thằng ơi. Rồi, vậy được rồi. Vô. Đó, cái thứ hai ba thằng nữa rồi, bữa nay trúng mạnh nè, quá trúng rồi. Đó, tiếp tục mấy anh đi trước rồi bạn. Đây thế là mình có cá nha bạn. Ủa cái này có chạy không bạn? Cái này dừng qua nhảy nhóc luôn mà giờ nó mất tiêu chứ. Tình hình này sao căng quá nha. Cái này chết rồi nha bạn. Chuyện hôm qua nó nhảy mình đi về là nhảy lưng tưng lưng tưng. Trời ơi, lỏng lỏng chào bá ông cô ơi. Lỏng lỏng ngay chỗ miệng trên nè. Chuyện qua cái này nhảy gung ginh luôn mà. Rồi, sai lầm của em một cái nha bạn. Mấy anh em đi tiếp tục đi. Tiếp theo dưới đây mình có cái nha bạn. Rồi, nghe nhúc nhích. À, rồi, nhúc nhích đây. Chữ thần hả? À, hai em. Ê, một em hay gì bơi nhưng mà nó bự lắm. Được. Rồi, gãy ghim. Một em bự cũng không sao bơi. Quả ngon. Chà, bự dữ bơi. Ồ, nó vậy. À, tiếp tục nha bạn.
Anh Phương mình dừng Tiền Giang đi lúc sau. Rồi, mình đi tiếp theo nha bạn. Thì bây giờ cũng trễ rồi bạn, nắng lên này. Nhiều người ta đi ruộng không ạ? Yeah. Coi người ta đổ lợp của mình, người ta dở lên luôn. Thấy không? Đó, có mấy anh chủ ruộng đó bạn, thấy không? Mình tại mình đi trễ quá nè, người ta dở lên vậy nè. Đó. Ta lấy đập đây hết, lấy hết rồi. Cái này vừa qua chạy một khúc luôn mà. Tại mình đi trễ quá trễ. Nếu mà mình đi trễ chút nữa là anh lấy luôn cái lập luôn. Này hai con nha bạn. Tại anh đứng anh ngóng ngóng mình hoài, thấy cái mình đứng đằng đầu bờ đó, cái anh không dám lấy. Dần ở đây nó cũng chung là không được đàng hoàng. Sơ hở là nó chọp liền các bạn. Rồi nước sáng này chảy vô rồi. Như trên này mình còn cái nơi mà để mình đi lên luôn, còn cái hai cái gì đó mình đi tiếp tục. Như mà còn hai cái mình ngập đây, cái trên cái nữa nha bạn. Ôi có lũ đầu lên, không biết mấy thằng nha bạn, có lũ đầu lên là được ok đó. Nước chảy vô phình phình luôn, nhìn người ta mình ta mới khay nước vô bạn. Cá rô một em ếch bự mà thôi cũng được. Lên trên tiếp tục cái nữa nha bạn. Nhớ đặt hai cái gần nhau lắm mà không biết khúc nào. Chuyện qua trời tối với chuyện mưa rồi mình không có quay khúc đi đặt, mấy anh em đi đặt tới thui luôn mà. Đợi. Rồi sao có con ếch nằm ngửa, còn con mà hai con chắc này hồi tối có nước ngập nữa mà. Mấy anh em bên này cũng tương đối trúng nha bạn, cây nào cũng ông con hay bà con, mình thế này chạy bọn mà. Mình tiếp tục đi đồng, tiếp tục đầu bờ nha bạn. Rồi tiếp theo với đây mình có cá nha bạn. Trời ơi, ai quần lúa dưới vậy, cũng mình quần quá. Cái lúa này mình mở lúa bờ không sao nha bạn. Ê hai thằng bạn ơi, ba thằng bạn ơi. Ê thế ngon đấy. Ui rồi rồi nhảy lưng tưng lưng tưng. Ba em nghe, 3, 2, 4 gì mày? Ấy cha cha, ba thằng mày, ba thằng ngang, ba thằng ngang. Tiếp tục ba. Rồi tiếp theo dưới đây mình có cái nha bạn. Nãy giờ dở hai anh em, mấy anh em đặt chung luôn bạn, dở lên nhau lung tung nha. Không nhớ là có ai trơn mà. Ế, mấy thằng đây, có chạy mà, 3, 4 thằng gì đó, nói chung là chạy đó. Chạy là không biết mấy thằng này. Ồ, nặng dữ bà. Bữa nay chắc mình của mình không, chắc có 3 kg mà. Ôi ôi, 4-5 thằng luôn. Quá tờ ếch bự luôn. Dạ, có nhảy lưng 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 hết trơn. Trời, con ếch bự quá bự. Quá em. Của mình mới dở có 10 mấy cái mà. 11, 12 cái gì mà nó đầy túi lên rồi bạn. Từ ngày là 10, cái giỏ này đựng 15 cái mà. Là bình thường nha. Nay giỏ gì chơi hết nè. Cũng tràn miệng rồi. Kinh nặng dữ lắm rồi bạn. À, mình đi tiếp tục nha bạn. Anh Phương anh đi tít tít trước rồi. Tiếp theo đây mình con cái nha bạn. Cái này chuyện qua tính lội lên trên trên kia đặt nha bạn. Nhưng mà nước, tức là nước nó sâu quá. Hôm nay nó rút cạn rồi nè. Đi con ai thấy thằng. Đó đó. Hai thằng ơi. Nói chung là ở ngoài miệng đập này không chạy bằng ở trong giữa ruộng. Rồi nó cũng vẫn chạy. Ba thằng ơi. Ủa, hai à. Hai thằng ơi, cũng được. Hai em bự. Ngon nha bạn. Lời bẫy này thì đường kính của hôm đó là 1,5 nha bạn. Dài 4 tấc. Anh em mình gia công mình bán nha bạn. Anh em mình thích liên hệ mình.
tiếp tục. À, ổng kiếm lọt của ổng kìa bạn. Giờ đi tiếp bà anh Lợi mà. À, từ trên An Giang xuống đây các bạn, trên săn bắt châu Phong. Từ An Giang xuống tới với Long An mình khoảng trăm ngoài cây bạn. Ở chơi một đêm. Rồi sáng hôm nay đi về mà. Chạy không? Bùa xịt mà, nguyên bùa xịt chạy rồi. Rồi mình đi tiếp nha bạn. Ở gần gốc cây này mình có một cái nè. Sao dùng tắm vậy? À, cái này có anh Lợi luôn mà. Rồi, bị đào tặc thì mà thấy dở hôm luôn rồi mà. Thấy dở hôm luôn nè, dở ghim luôn nè. Ấy, chạy bạn ơi, chạy con ít bự. Chạy con ít bự tông ruột ghim. Rồi, mình đi tiếp nha bạn. Rồi, tiếp theo trên mương này mình có cái nữa mà. Mình còn mấy cái nữa hết rồi, cái hai cái. Trời ơi, có con gì đó quá bự ơi. Ai, à, con rắn hay con lươn gì nè. Ồ, nó lóc bự lắm bơi. Để mình lên trên này, tới đây hết rồi. Tới đây còn dấu một con rắn. Tới lợp mình khi nào vô lợp mình không? Rồi 2m, 3m, nhí nhí không bơi. Không có dấu bự mà. Có con gì lóc dấu quá bự mà. Rồi, để mình đi lại đẳng mình gỡ, mình còn mấy cái nữa hết rồi nha bạn. 4 cái nữa, 3 cái nữa. Có con gì lóc quá bự. Không vô bẫy được. Cái bẫy đó hồi nãy con ếch bự nó tung á, chứ không phải là nãy đâu. Anh Lợi tưởng nó ai thăm bẫy anh mà. Con ếch bự ở trong á nó tung giục ghim luôn cái gì. Rồi, 2 em 3 em 7. Rồi, mình đi tiếp nha. Rồi, đây mình có con cái mà anh chạy anh con nữa mà, anh Phương anh tưởng là của anh vợ anh giục lên nữa. Anh vợ anh đi trước, anh vợ tới được của anh chở lên rồi. Cái này chạy con. À, xích trước mình có cái nữa nha bạn. Khúc này mình đặt liên khúc để mình ngưng lợp cho mấy anh đặt các bạn. Cho nên là cũng đặt hơi dày. Không biết chạy không thôi. Cái thứ tiếp theo mình đặt dưới gốc cây này. Ơ, bảy cái này của anh Lợi. Mà sẵn mình dở lén luôn mà. Dở lén Lợi luôn. Ai trời ơi ba con ơi. À. Đằng này 1 con, đằng này 2 con. Quấn lại ngon quá bay. Lại chạy thì dữ thiệt. Rồi, mình đi tiếp nha, mình còn có cái nữa. Mình cũng hết lọp luôn bay. Mình đi theo, nãy mình tưởng nó còn cái mà mình nhớ lộn mày. Giờ mình đi theo mấy anh xem thử rồi chạy không nha mà. Đó. Khi nào về tới nhà mình đấu ra cho bạn xem nha. Bữa nay chắc mình cũng trúng con mầm cỡ ngoài 2 kg nha bạn. Chạy nhí nhí gì thấy tọc tọc. Rồi mình đi về nha bạn. Rồi nếu mình cân nha bạn. Có mượn 7 không? Không, không có mượn 7 mà mình có 8 kg mấy gần 9 kg nha bạn. Thôi giờ mình đi ra ngoài sau mình đổ ăn ếch ra nha bạn. Mới về tới nhà luôn. Giờ nắng lên luôn rồi. Anh Phương đi trước. Cô Bin đi theo anh Phương rồi bạn. Mới có mấy bữa mà quen thôi. À, giờ mình ra sao mình đổ mới ít mình ra nha bạn. Giờ mình đổ mới ít của mình ra nha bạn. Cái nào không chạy hết chân. Có mấy cái không chạy à. Có anh Phương rồi có cái lũng này nó ra hết nè. Cái lũng này để riêng rồi đi. Rồi còn mọi trong nữa quên. Có anh Phương với của anh Lợi nha bạn. Lợi săn bắt trong phòng. Với lại của anh Phương. Ồ, đã không? Rồi giờ mình quay đổ của người ta trước đi bay. Đổ của anh Lợi trước đi. rồi chút nữa mình đổ hết thì mình tổng kết của mình thôi. Nhau hết rồi. Không, cái nào cũng nhảy tưng tưng có mấy con ếch nè. Nhưng mà chúa rồi bạn. Vậy là thổi mình cũng vậy nữa nè. Rồi mấy cái chạy khủng khiếp nè, có cái gô khủng khiếp bạn. Cỡ gần 20 con cái gô á, mười mấy con cái gô á. Rồi xuống đè luôn rồi. Ủa sao cái được chạy? Tung ra chứ sao? À coi cái này nè, gần 20 cái gô á, con cái trê nữa nè. Rồi giờ mình đổ ra nha bạn. Ok.
Cái này là nhảy ra được á. Của anh lại còn một được con ấn trung nữa bạn. Thì mình bỏ vô túi thôi chứ Vinh đi về bán hả chứ sao. Làm ra ếch bự trẻ. 2 xị 1 ký ấn trung. Con này cũng được 20 ngàn á, đủ tiền xăng rồi đó. Rồi giờ mình đổ qua nha bạn. Rồi cái đó giữ không? Trời ơi. Cái mình đổ nghe, mình không quay nha bạn. Thời gian nó quá dài rồi. Mình tạm ngưng, mình khi nào mình đổ xong rồi mình cân ký thôi. Rồi, thành quả của mình mới ếch này nha bạn. À. Ếch nãy nãy có ếch nhỏ, có ếch to đó nha bạn. Còn là con Phương. Còn Phương với lại anh Lợi đang đổ rồi bạn. Trời ơi, lấy dấu ếch của anh Phương đi treo cái đọt dừa. Trời, 4 đồng con nha bạn. Đó, lưng lưng gì của người ta là của người ta. Rồi, giờ mình chuẩn bị gửi tay vô cân ký nha bạn. Còn có anh đợi hồi mấy anh mà vô cân luôn nha bạn. Rồi, mình về tới nhà rồi bạn ơi, vô tới nhà cân luôn nè. Mày của mình nha. Số ếch của mình. Thì bữa nay mình cũng được có 2 ký 6 rồi, gần 3 ký nè, thấy không? Kim gần 3 ký nha bạn nè. Đó. Thì bữa nay mình cũng khá bạn. Có anh lại được 2 ký mấy, với anh Phương được gần 2 ký nữa bạn ơi. Rồi, chào tạm biệt, mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại bạn clip sau nha. Bye bye. Bye bye anh Phương. Anh em nào thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha, like cho mình được like nha bạn. Anh em nào thích săn bắt thì xem kênh của anh miệt vườn Tiền Giang đây. Và anh Lợi, kênh săn bắt Châu Phong nha bạn.